Dạ rồi, hello, em xin chào cả nhà. Thì giới thiệu với cả nhà, hiện tại em đang có mặt ở ấp Hưng Quế, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long cả nhà. Thì hôm nay là ngày rằm tháng giêng, ngày đại lễ Vu Lan. Thì gia đình nhỏ em có đi viếng chùa, thì em mời cả nhà cùng đi viếng chùa cùng với gia đình nhỏ tụi em nha. Hiện tại là em đang đứng ở trước cổng chùa Long Thành. Chùa này thì nằm đối diện với trại giam cả nhà. Thì mình sẽ vào chùa cả nhà ơi. Thì trước cổng chùa là em thấy có ba cái cổng, hai cổng nhỏ và một cổng lớn. Đến viếng chùa cũng rất là đông. Bước vào là mình sẽ gặp tượng Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ là có vị tổ và hai vị Bồ Tát. Theo em được biết là có hồi Tết đó là chùa có nhận cúng sao với cúng các cúng sanh đồ cả nhà. Đây là các ly hương cúng những người đã khuất. À, cái này là kêu là cúng cầu siêu cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh.
Hello.